Thưa anh chị em, khi anh chị em học giáo lý thì sách giáo lý có thể đặt ra một câu hỏi: Chúa Thánh Thần là đấng nào? Rồi sau đó sách giáo lý cung cấp một định nghĩa về Chúa Thánh Thần. Thế còn nếu anh chị em đọc Kinh Thánh thì có tìm được cái định nghĩa nào về Chúa Thánh Thần không? Không có đâu. Kinh Thánh không đưa ra một định nghĩa về Chúa Thánh Thần, nhưng Kinh Thánh dùng rất nhiều hình ảnh và biểu tượng để nói về Chúa Thánh Thần. Một trong những biểu tượng đó là nước mà chúng ta nghe trong bài Tin Mừng vừa rồi đó. Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: Ai khát hãy đến với ta, ai tin vào ta hãy đến mà uống. Anh chị em thấy không? Khát, uống này, rõ ràng là nước chứ còn gì nữa. Thế cho nên một trong những biểu tượng để nói về Chúa Thánh Thần ở trong Kinh Thánh đó là nước. Nhưng để mình hiểu nước ở đây đó muốn nói về cái gì, muốn diễn tả điều gì, thì chúng ta phải trở về với bối cảnh của bài Tin Mừng. Cái bối cảnh mà Thánh Gioan xác định bằng một câu rất ngắn nhưng mà quan trọng: hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều. Tôi có dịp đồng hành với anh chị em giáo dân để học Kinh Thánh trong nhiều năm. Và tôi thấy có một điều khó cho anh chị em, đó là mình là người Việt Nam, Kinh Thánh thì được viết bằng tiếng Do Thái, và trong bối cảnh văn hóa và lịch sử Do Thái, thành thử ra về lịch sử, về địa dương, về những truyền thống, về những tập tục của người Do Thái mình không biết. Và nếu mà mình không biết thì mình cũng không thể nào hiểu cho nó phong phú nội dung mà Kinh Thánh diễn tả. Và đây là một ví dụ. Lễ lều là lễ gì? Cho nên anh chị em chịu khó hình dung lại cái lễ lều. Đó là một trong những ngày lễ lớn của người Do Thái. Người ta cử hành mỗi năm vào tháng 7 và kéo dài suốt một tuần, và gọi là lễ lều là bởi vì trong dịp lễ này thì người ta dựng lều ở ngoài sân, ngoài vườn gần đền thờ. Mà dựng lều như thế để làm gì? Để nhắc lại cái thuở xa xưa, thời cha ông tổ tiên của mình được Chúa giải thoát ra khỏi đất Ai Cập, nhưng mà không phải đã định cư ở trong đất hứa ngay, mà phải trải qua một hành trình 40 năm trong sa mạc. Và trong hành trình sa mạc đó, bởi vì chưa phải là chỗ để định cư, cho nên người ta đâu có xây nhà làm gì. Người ta đang ở trên đường đi, lúc nào dừng chân thì dựng lều ở đó. Ngay cả hòm bia Thiên Chúa cũng vậy, người ta dựng cái lều đẹp và đặt hòm bia Thiên Chúa ở trong đó. Rồi đến hôm sau hay là một tuần sau đi tiếp thì lại nhổ lều cuốn vô lên đường. Cho nên trong cái dịp lễ lều này, người ta dựng lều để ở, nhớ lại những chuyện xa xưa. Và cũng trong dịp lễ lều, vào ngày kết thúc, ngày long trọng nhất, người ta có nghi thức kiệu nước. Các tư tế đến hồ Siloam lấy nước đổ vào bình, rồi kiệu từ đó về đền thờ. Rồi ông tư tế ông lấy nước đó ông đổ trên bàn thờ.
Nghi thức hiệu nước nó cũng nhắc cho người ta nhớ trong hành trình sa mạc, không những là ở lều, mà anh chị em biết rồi, đi trong sa mạc khô khan nóng cháy thì điều cần thiết nhất là nước thôi. Và cũng chính vì thế mà sách thánh kể lại rằng khi mà thiếu nước, không có nước uống, thì dân Do Thái nó nổi khùng lên, nó gây sự với ông Mô-xê. Ông bảo ông giải thoát chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, ông dẫn chúng tôi vào cái sa mạc này để chúng tôi chết khát à? Thì lúc đấy Chúa mới ra lệnh cho ông Mô-xê làm phép lạ. Cầm cây gậy mà Chúa trao, đập vào tảng đá, và từ tảng đá dòng nước trong lành vọt ra để cho dân uống, không phải chết khát. Thế anh chị em hiểu cái bối cảnh lễ lều và nghi thức kiệu nước như vậy, thì anh chị em hình dung ra lúc đó Chúa Giêsu đứng ở trong đền thờ và Ngài kêu lên: ai khát hãy đến với ta, ai tin vào ta hãy đến mà uống. Bởi vì từ lòng người dòng nước ban sự sống sẽ được ban cho các người. Và Thánh Gioan nói thêm, cái dòng nước này là Chúa Giêsu muốn nói về Chúa Thánh Thần. Cho nên nước ở đây là hình ảnh, là biểu tượng để nói về Chúa Thánh Thần. Cũng như nước cần thiết cho sự sống thể xác như thế nào, thì Chúa Thánh Thần cần thiết cho sự sống thiêng liêng nơi chúng ta như vậy. Cần lắm, không có nước thì sao mà chúng ta sống. Đối với đời sống thiêng liêng cũng vậy. Thế nhưng bây giờ tôi hỏi tiếp anh chị em, tôi chắc anh chị em nghe các cha giảng rồi, anh chị em cũng nói về đời sống thiêng liêng nhiều lắm. Thế anh chị em hiểu đời sống thiêng liêng ra làm sao? Hình như là nhiều người trong chúng ta khi nói đến đời sống thiêng liêng là mình đặt nó trong sự đối nghịch với đời sống vật chất, phải không? Thế rồi mình khoanh vùng đời sống thiêng liêng. Tôi ở trong nhà thờ đó, đấy là đời sống thiêng liêng. Ra khỏi nhà thờ đi uống cà phê, hết thiêng liêng rồi, đó là vật chất. Lúc nào mà đọc kinh cầu nguyện đó, thì đây là đời sống thiêng liêng. Thế còn khi đi học, đi làm, đi chơi, không có thiêng liêng, đấy là vật chất. Phải vậy không? Thế như vậy là anh chị em nhốt Chúa Thánh Thần ở trong nhà thờ. Anh chị em nhốt Chúa Thánh Thần ở trong bốn bức tường này à? Ngài không có âm hưởng gì, không có tác động gì ở trong đời sống thường ngày của chúng ta sao? Phải suy nghĩ lại. Có lẽ một phần nó do cách dịch, rồi gắn với cái từ ngữ mà chúng ta dịch sang tiếng Việt đó, là một cách hiểu nó chưa đủ. Có thể có một cách dịch khác, thay vì nói đời sống thiêng liêng mà chúng ta dịch từ tiếng Latin là spiritualis, hoặc là ở đây các bạn trẻ mà có quen tiếng Anh spiritual, có thể dịch nó là đời sống thuộc linh, đời sống thuộc về Chúa Thánh Thần. Thiêng liêng là như vậy, là đời sống thuộc về Chúa Thánh Thần. Và đời sống thuộc về Chúa Thánh Thần đó, nó bao trùm toàn bộ đời sống con người, chứ không phải chỉ ở trong cái nhà thờ này. Chúa Thánh Thần không bị nhốt ở trong cái nhà thờ này, mà đời sống thuộc về Chúa Thánh Thần bao trùm toàn bộ đời sống con người. Tôi lấy một ví dụ ở trong Kinh Thánh, trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata. Ngài nói với các tín hữu thế này:
Hoa quả của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Hoa quả của Thánh Thần đó, anh chị em thấy không? Đâu có phải là cái chuyện trong nhà thờ, mà là chuyện trong tương quan cuộc sống giữa con người với con người, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Những ai mà cư xử với người khác một cách nhân hậu, với lòng từ tâm, giữ sự trung tín, có sự hiền hòa, có một cách sống tiết độ, đấy là dấu chỉ của một người sống trong Chúa Thánh Thần. Không phải là chuyện nhà thờ, mà chuyện trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi nào dù ăn, dù ngủ, dù đi học, dù đi làm, dù đi chợ, dù đi chơi, nhưng chúng ta sống trong tác động, trong hướng dẫn phù hợp với Chúa Thánh Thần, đấy chính là đời sống thiêng liêng, đời sống thuộc linh, đời sống thuộc về Chúa Thánh Thần. Cho nên hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi muốn gợi với anh chị em một vài cái suy nghĩ nhỏ nhỏ như vậy về đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta cần ơn Chúa Thánh Thần để có thể sống một đời sống Kitô hữu đúng nghĩa. Vì vậy, chúng ta phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần để Người soi sáng cho mình biết điều gì là đúng theo thánh ý Chúa, và Người ban cho mình ơn sức mạnh, ơn can đảm để dám sống với điều tốt lành đó. Và đồng thời mình được mời gọi để cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần. Cộng tác bằng cách là mình xa tránh những việc làm mà Thánh Phaolô nói là việc làm của xác thịt. Và Ngài kể ra là dâm ô, phóng đãng, thờ quấy, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ghen tị. Đó là những cái việc của xác thịt mình phải tránh, và thay vào đó cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để tập sống một cái lối sống bác ái, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Như vậy thì hoa trái của Chúa Thánh Thần mới được phát triển phong phú trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Để kết thúc suy niệm chiều hôm nay, chúng ta hãy nhớ lại bài đáp ca hôm nay. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt địa cầu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa sai Thánh Thần đến để Ngài đổi mới chính tâm hồn chúng ta, chính cuộc đời của chúng ta, để mình trở thành khí cụ của Chúa Thánh Thần và góp phần rất nhỏ bé của mình vào công cuộc của Thánh Thần, là công cuộc đổi mới bộ mặt trái đất. Amen.